Anh chị nào mà biết viết thì mình tự viết luôn được mà, còn anh chị nào mà chưa biết thì em theo sẽ làm mẫu cho các anh chị được không ạ? Ok, rồi đầu tiên anh chị sẽ ghi số 1: tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn. Cơ thể của tôi đang khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết mỗi ngày để tôi có thể tận hưởng cuộc sống. Thứ hai, tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn cha mẹ của tôi đã sinh tôi ra một hình hài lành lặn, thông minh, khỏe mạnh, xinh đẹp để tôi có thể tận hưởng cuộc sống, làm việc, ăn uống, vui chơi, xây dựng tương lai một cách dễ dàng. Số 3, tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn công việc mà tôi đang có. Nhờ công việc này giúp tôi có được cái thu nhập hàng tháng để tôi trang trải cuộc sống. Tôi có tiền phụng dưỡng cha mẹ mình. Có tiền mua thức ăn cho gia đình. Có tiền mua quần áo đẹp. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Số 4, tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn môi trường câu lạc bộ luôn cho tôi một cái môi trường nuôi dưỡng tôi hàng ngày, cho tôi những cái tri thức đúng, rèn luyện cho tôi trở thành con người biết ơn, biết sống đúng, cư xử đúng, để cuộc sống của tôi luôn thuận hòa, luôn gặp may mắn. Cho tôi những cái tri thức có khi cả đời này chưa chắc tôi có cơ hội, có cơ hội để được học. Cho tôi cái môi trường để thực hành những kiến thức được học. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Số 5, tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn người trưởng nhóm của mình đã kết nối tôi đến môi trường câu lạc bộ, hỗ trợ tôi học tập, có cái mã Zoom mỗi ngày. Nếu không có bạn chưa chắc tôi đã có môi trường tuyệt vời như thế này. Nếu không có bạn,
Có lẽ tôi đã mất rất nhiều tiền, chưa giữ được số tiền tôi đang có. Và là người duy nhất quan tâm rằng hôm nay tôi có khỏe không? Hôm nay tôi có thành công không? Hôm nay tôi có vui không? Và hôm nay tôi có phát triển không? Chưa một ai quan tâm tôi nhiều như thế. Số 6. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn. Anh chị nào có vợ thì cảm ơn vợ, anh chị có chồng thì cảm ơn chồng đúng không ạ? Người chồng tuyệt vời của mình. Cảm ơn anh đã yêu thương, đã ở bên cạnh em, đã giúp đỡ, đã chịu cưới mình làm vợ, đã chịu những cái thói quen của mình. Cảm ơn anh đã liên tục học hỏi, phát triển, đi làm mỗi ngày, tạo ra thu nhập để lo cho gia đình. Cảm ơn anh. Nhờ có anh, em mới có được những đứa con tuyệt vời. Số 7. Em sẽ làm cả hai nhé. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn. Người vợ tuyệt vời của tôi. Cảm ơn em đã chọn anh làm chồng, đã chịu dành cả tuổi thanh xuân của mình để ở bên anh. Cảm ơn em đã chịu những thói quen của anh, đã chấp nhận, chịu đựng cái thói quen chưa tốt của anh bao nhiêu năm qua. Cảm ơn em đã sinh con, nuôi con, giúp anh mỗi ngày. Cảm ơn em đã luôn yêu thương, lo lắng cho gia đình, luôn học tập, phát triển. Làm việc để tạo ra thu nhập, lo cho gia đình cùng anh. Cảm ơn em vì em là người tuyệt vời nhất, đẹp nhất. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Số 8.
vô cùng hạnh phúc và biết ơn căn nhà mà tôi đang ở. Nhờ có căn nhà này, tôi có nơi đoàn tụ gia đình, có nơi gia đình tôi vui vẻ cười đùa, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, có nơi chúng tôi học tập, sinh sống, có nơi để nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Số 9. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn chiếc xe mà tôi đang đi. Nhờ chiếc xe này đã giúp tôi đi tới chỗ làm, đi khắp muôn nơi để tạo ra thu nhập. Để có tiền lo cho gia đình. Cảm ơn chiếc xe luôn khỏe mạnh, chở tôi đi làm mỗi ngày, để tôi đưa đón con cái, vợ con đi chơi, đi làm. Số 10. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn công ty mà tôi đang làm. Nếu không có công ty này, tôi cũng không có công ăn việc làm. Nếu không có người sếp của tôi cũng không có công việc. Biết ơn anh vì luôn hỗ trợ, giúp đỡ cho tôi. Mỗi ngày để tôi giỏi hơn, làm việc tốt hơn, tạo ra kết quả xuất sắc hơn. Thêm nhé. 11. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn danh nhân Trịnh Quốc Huy, vừa là người thầy, vừa là người lãnh đạo của thêm. Cảm ơn vì anh luôn là tấm gương sáng để theo noi gương mỗi ngày. Cảm ơn vì anh đã học tập trau dồi những kiến thức cần thiết của một doanh nhân và đã chia sẻ lại cho theo được học. Nếu không có anh, chưa chắc
một người như theo được rèn luyện, được chạm tới những cái kiến thức của các CEO hàng đầu thế giới. Cảm ơn vì anh luôn kỷ lục mỗi ngày. Để theo, kỷ lục theo. Cảm ơn vì anh đã đi du lịch khắp trên thế giới, cho theo cái tầm nhìn, đi theo. Cảm ơn vì anh liên tục sở hữu tài sản lớn, để theo có động lực đi theo. Cảm ơn vì anh luôn là nhà lãnh đạo kiệt xuất, để theo có cái hình mẫu bắt chước theo. Cảm ơn. Ok, chắc đủ rồi đó các anh chị, 10 điều thôi. Rồi, bây giờ các anh chị viết xong đúng không ạ? Các anh chị đặt tay lên trái tim của mình, các anh chị đọc lại. Xong rồi các anh chị sẽ cảm ơn như thể là người ta đang đứng trước mặt các anh chị, được không ạ? Và đây là 10 cái gợi ý của Theo thôi. Còn chị muốn biết ơn cái gì, ai thì đó là tùy các anh chị, được không? Đây là gợi ý của em, được không ạ? Ok, và Theo sẽ ví dụ luôn, để ít bữa nữa các anh chị, Theo sẽ bật cái video này lên cho các anh chị làm theo thôi nhé. Mỗi ngày Theo sẽ bật video này lên các anh chị làm theo thôi. Bật tay lên trái tim của mình và các anh chị đọc nhé. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn. Cơ thể của tôi đang khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, đầy nhiệt huyết, để giúp cho tôi tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Xin cảm ơn. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn. À, tại sao chúng ta phải cúi đầu? Tại vì khi các anh chị cúi đầu xuống thì cảm xúc các anh chị được sinh ra nhiều hơn nha. Chứ không có thần thánh gì đây đâu nha các anh chị. Và các anh chị có biết không, người Nhật Bản đó, người ta hay cảm ơn, người ta hay cúi đầu các anh chị, do không? Tại vì cảm xúc các anh chị được sinh ra nhiều hơn. Rồi cái số 2 ạ. Ok. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì cha mẹ của tôi đã sinh tôi ra, cho tôi một cơ thể lành lặn, thông minh, đầy đủ tất cả những cái bộ phận cơ quan cho cơ thể của mình, để tôi có thể được sinh sống, làm việc, vui chơi. Cảm ơn cha mẹ, cảm ơn. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn công việc mà tôi đang có, đã giúp cho tôi có một cái thu nhập mỗi tháng, để tôi có thể lo được những cái chi phí trong gia đình, có tiền nuôi sống con cái, gia đình, cha mẹ, có tiền trang trải cuộc sống. Xin cảm ơn. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn tất cả số tiền mà tôi đang có. Nhờ số tiền này đã giúp cho tôi có tiền trả tiền điện, tiền nước, mua đồ ăn, thức uống, lo cho gia đình, xây nhà, mua xe, đi du lịch, mua quần áo đẹp. Xin cảm ơn. Tôi vô cùng hạnh phúc biết ơn môi trường câu lạc bộ đã cho tôi một môi trường để tôi hàng ngày được nuôi dưỡng, được rèn luyện, được có những kiến thức đúng, để tôi có thể cư xử đúng đắn, hành động đúng đắn, để cuộc sống của tôi luôn may mắn, thuận lợi. Xin cảm ơn. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn người trưởng nhóm của tôi đã giúp tôi kết nối với môi trường câu lạc bộ, để hỗ trợ tôi học tập mỗi ngày, gửi mái dâm cho tôi mỗi ngày. Nếu như không có bạn thì tôi sẽ không giữ được tất cả số tiền mà tôi đang có.
và bạn là người duy nhất quan tâm hôm nay tôi có vui không, hôm nay tôi có thành công không, hôm nay tôi có hạnh phúc không, hôm nay tôi có phát triển không. Xin cảm ơn bạn. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn. Người chồng tuyệt vời của tôi. Bởi vì anh đã yêu thương tôi. Cảm ơn vì anh đã yêu thương em mỗi ngày. Luôn ở bên cạnh em. Luôn giúp đỡ cho em. Đã chịu những cái thói quen. Đã chấp nhận và chịu đựng những cái thói quen không tốt của em. Cảm ơn anh. Đã liên tục học tập, phát triển, làm việc. Để tạo ra thu nhập mỗi ngày. Để lo cho gia đình. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn người vợ tuyệt vời của tôi. Cảm ơn em đã luôn chọn anh, đã chịu dành cả tuổi thanh xuân của em để ở bên anh. Cảm ơn em đã chấp nhận tất cả những thói quen chưa tốt của anh trong thời gian qua. Cảm ơn em đã sinh con, đã nuôi dạy con giúp anh mỗi ngày. Cảm ơn em đã chịu học tập, đã chịu rèn luyện, đã chịu phát triển, đi làm việc tạo ra tiền, lo gia đình cùng anh. Cảm ơn người vợ tuyệt vời của tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn căn nhà mà tôi đang ở. Nhờ có căn nhà này mà tôi mới có nơi để đoàn tụ gia đình, có nơi để gia đình tôi vui vẻ, đùa vui, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, ở cùng nhau. Có nơi để chúng tôi học tập sinh sống, để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc. Xin cảm ơn ngôi nhà của tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn chiếc xe mà tôi đang đi. Nhờ chiếc xe này đã giúp cho tôi đi làm, đi khắp nơi trên thế giới. Xin lỗi, đi khắp nơi, đến nơi làm việc, giúp cho tôi đi làm. Cảm ơn chiếc xe đó luôn khỏe mạnh để tôi đi làm mỗi ngày, đưa đón con cái, vợ con của tôi, đi chơi, tung tăng mọi nơi. Cảm ơn chiếc xe của tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn công ty mà tôi đang làm. Nếu như không có công ty này, tôi cũng không có công việc. Cảm ơn tất cả nhân viên, những người sếp đã luôn hậu thuẫn cho tôi làm việc hoàn thành xuất sắc để tôi có thu nhập, lo cho gia đình. Cảm ơn người sếp của tôi. Nếu như không có anh, tôi cũng không có công việc này. Cảm ơn công ty rất nhiều. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn doanh nhân anh Trịnh Quốc Huy, là người thầy của tôi, vừa là nhà lãnh đạo của tôi, vừa là người bạn đồng hành cùng tôi, vừa là đối tác tuyệt vời của tôi. Cảm ơn vì anh đã học tập, bỏ thời gian, công sức, tiền bạc để học tất cả những kiến thức của một doanh nhân trên thế giới và đã cho chia sẻ lại cho tất cả anh chị để tôi, để Theo cũng được học. Nếu như không có anh thì chưa chắc một người như Theo đã được học và rèn luyện những kiến thức hàng đầu thế giới như thế này. Cảm ơn anh vì mỗi ngày anh luôn là người tiến lên phía trước để Theo có thể nâu thêm. Cảm ơn vì anh đã luôn sở hữu những tài sản lớn để Theo có động lực để làm thêm. Cảm ơn vì anh liên tục phát triển kỷ luật mỗi ngày để Theo có hình mẫu bắt chước Theo. Cảm ơn vì anh luôn là nhà lãnh đạo kiệt xuất để Theo có hình mẫu, noi theo, học theo. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Ok. Các anh chị đã xong rồi, cảm xúc sinh ra không ạ? Yes. Cái gì làm sao cũng được. Miễn các chị có cảm xúc là được. Và chính cái cảm xúc này nó sẽ nuôi dưỡng mỗi ngày. Nó sẽ rèn luyện giúp cho anh chị có một cái tình yêu thương đủ lớn. Và không có cái gì rèn luyện mà lại thành công được đâu các anh chị nhé. Học lòng biết ơn mà các anh chị không rèn luyện biết ơn thì nó cũng như không à. Và cảm xúc của các anh chị nó mới chính là cái yếu tố quyết định được không ạ. Nên nếu như các anh chị biết lòng biết ơn mà các anh chị không có cảm xúc thì cũng như không. Ok ạ. Và cái video này Theo sẽ lưu lại. Theo sẽ chiếu lên mỗi ngày cho những anh chị mới ha. Còn những anh chị mà đã biết rồi thì mình sẽ tự làm được không ạ. Mình đã hiểu cái công thức rồi mình sẽ tự viết. Ok không các anh chị ơi. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị buổi trưa ngày hôm nay và buổi tối